Xin chào mọi người, tiếp tục đến với nội dung bộ phim Đấu La Đại Lục. Trận chiến tại Gia Lăng Quan vẫn tiếp tục, kiếm đấu la ở bên ngoài thành vẫn liên tục giao chiến với quỷ ma đấu la. Dù bị mất một cánh tay, vậy nhưng mà ông vẫn giao thủ ngang cơ với đối phương. Tình hình trong thành không rõ, ông cần phải mau chóng kết thúc. Nói tới đây, ông liền triệu hồi ra vô số thanh kiếm, ép cho đối thủ không thở nổi, buộc cho tên kia phải lấy ra vũ hồn chân thân để chống cự, vậy nhưng không có tác dụng. Vô số thanh kiếm nhanh chóng khóa hắn ta lại. Đứng trước nguy cơ sinh tử, hắn ta đành phải sử dụng hồn kỹ thứ 9 tấn công liên tục về phía kiếm đấu la. Nếu để hắn dùng thành công chiêu này, sẽ khiến quân ta thương vong nặng nề. Ông không thể để hắn làm chuyện đó được, cho nên lập tức sử dụng hồn kỹ thứ 8 giết chết hắn ta. Về phần cốt đấu la, ông ta cũng nhanh chóng hạ đòn phản đối thủ, báo thù cho hơn 2.000 mạng người của thất bảo lưu ly tông. Việc tiếp theo là giúp đại quân nhanh chóng tiến vào thành. Cùng lúc đó, các thành viên trong sử lệ khác thất quái đang bị thiên sứ quân đoàn bao vây. Tên cầm đầu bọn chúng ra lệnh cho tiểu đội thứ nhất bao vây chúng lại. Tiểu đội thứ 2 đến thứ 10 chia làm 3 tổ, phát động công kích số 6. Phân phó xong, cả đám cũng hành động, lao ra ngoài như vũ bão. Nhiệm vụ hàng đầu là hủy cầu, ngăn cản thế công của phía vũ hồn đế quốc. Sau đó quay sang công kích đám người đới mộc bạch. Bọn họ vừa bỏ chạy vừa xông lên tấn công. Holina thấy vậy liền yêu cầu khởi động cơ quan trong thành. Cơ quan vừa mới có cơ hội thi triển một chút uy lực thì đã bị đối mộc bạch và Mã Hồng Tuấn đánh tan tác. Dù là vậy thì họ vẫn cảm thấy áp lực. Thiên sứ quân đoàn này quả thật là khó chơi, ngay cả cơ hội lấy hơi cũng không có. Không chỉ đám người đối mộc bạch bị chèn ép mà quân đội thiên đầu đế quốc cũng bị đánh cho sấp mặt. Mỗi người tung một chiều liền quét sạch mọi thứ trước mặt. Điều này làm cho Tuyết Băng lẫn qua lòng há mồm kinh ngạc. Rất nhanh sau đó, dưới sự hợp lực của nhiều người, từng chiếc cầu cũng bị phá hủy. Thậm chí, mỗi chiếc lồng vũ rơi xuống đều có thể phát nổ nếu bị chạm vào. Không chỉ phía thiên đấu đế quốc bị ăn hành, mà phía vũ hồn đế quốc cũng bị liên lụy, bọn họ buộc phải lui vào bên trong thành. Tông chủ của Hòa Báo Tông vô cùng tức giận, đám người thiên sứ quân đoàn kia không phân địch ta sao? Chứng kiến cảnh tượng đó, chữ Phong Trì cũng thắc mắc, tự hỏi vũ hồn đế quốc đang muốn làm gì vậy? Ngay sau đó, cả đám cũng hợp sức cùng nhau sử dụng hồn kỹ thứ 6 đánh xuống bên dưới, tạo ra một vụ nổ khủng khiếp, phá hủy tất cả các cây cầu. Một vài người không kịp bỏ chạy liền bị táng mạng. Trong khi đó, các thành viên trong sử lệ khác thất quái vẫn giao chiến kịch liệt với tiểu đội thứ nhất của thiên sứ quân đoàn và bắn hành vào mặt bọn chúng. Chỉ có điều phe địch quá đông, khả năng phối hợp cùng nhau lại vô cùng nhuần nhuyễn. Ngay khi bọn chúng tập trung lại, đám người đến mộc bạch liền bị bao vây. Nhớ lại những gì Ngọc Thiên Tâm đã nói, nhân số của thiên sứ quân đoàn không nhiều, vậy nhưng đều là cường giả cấp hồn thánh trở lên. Như vậy xem ra nội tình của vũ hồn đế quốc quả nhiên thâm hậu. Chỉ riêng thực lực tổng hợp của thiên sứ quân đoàn này đã hơn xa 7 đại tông môn. Quan trọng hơn là chỉ huy của bọn chúng có phán đoán vô cùng chính xác về chiến cuộc. Vừa ra tay đã dốc tất cả công kích nhắm thẳng vào cây cầu lớn gần đó. Vừa có thể ngăn cản chủ lực quân ta tiếp tục tiến lên, lại khiến quân tiên phong trên cầu rơi vào cảnh một mình chơi trọi. Những người chơi trò nhanh chóng bị tiễn xuống đất mẹ. Nếu không mau gián đoạn hòa lực trên không, để cho đại quân chủ lực tiếp tục tiến lên, thì quân tiên phong trên cầu và đám người đường tam sẽ vô cùng nguy hiểm. Chỉ trong thời gian ngắn, nhiều phi thuyền của thiên đấu đã bị đánh hạ. Điều này làm cho Tuyết Băng cũng phải căng thẳng. May mà bọn họ sớm nhận được tin tức, thiên sứ quân đoàn sẽ đến. Vũ hồn đế quốc muốn phát động kế hoạch tác chiến trên không. Bọn họ cũng có thể dùng phương pháp gây ông đập lưng ông. Ngay lập tức, đại sư liền ra lệnh cho đường sao quân chuẩn bị sẵn sàng phi hành theo kế hoạch tác chiến trên không mà đại sư đặt ra. Dùng chiến thuật biển người phối hợp với xa cắt thân nó để áp dụng. Chỉ cần đường sao quân tạo thành trận hình phản công trên không, liền có thể phát động tập thể công kích thiên sứ quân đoàn. Ngay khi phát lệnh, đám người đường sao quân liền phục dụng hương tràng rồi cầm theo xa cắt thân nó lao về phía địch. Còn chưa tới gần thì đã bị ăn đòn. Có thể nói rằng, trên không hoa lực dày đặc bao trùm chủ lực quân ta. Cất cánh trong tình huống này cực kỳ khó khăn. Về phía đám người sư lệ khắc, Tiểu Vũ chủ động nhận nhiệm vụ gây nhiễu loạn chân hình, những người khác thừa cơ phản công. Nàng nhanh chóng xông lên, rồi phân thân ra thêm nhiều thân ảnh và sử dụng thuần di để xuất vào mặt từng người. Các thành viên khác tranh thủ hỗ trợ, nhận thấy tình thế không ổn, bọn họ liền tung chiêu phản công. Vinh Vinh thấy vậy, liền sử dụng thần quang hộ thể trợ giúp mọi người ngăn cản. Lấy sức một mình nàng liền có thể ngăn cản được cả một tổ đội hợp lực tấn công. Trong thời gian hai bên giằng co thì đường tam đang bị bao vây. Các bức tượng lớn nhanh chóng cầm kiếm bổ xuống, hắn dễ dàng tranh né rồi tung chiều khống chế. Đáng tiếc là không có tác dụng đối với những thứ này. Bọn chúng nhanh chóng phá vỡ kỹ năng của đường tam, điều này khiến hắn vô cùng kinh ngạc. Dù những tượng đá này
có thực lực cấp bậc phong hào đấu la thì cũng không thể xới hồn kỹ 10 vạn năm của hắn mà không bị chảy xước chút nào. Trong này nhất định có điều gì đó cổ quái. Hắn cầm tầm sọ kích tiếp tục tấn công, và những điều kỳ lạ là các vết thương của bức tường lại hồi phục một cách nhanh chóng. Hắn suy đoán chỉ có một khả năng những thứ này đều là giả. Sau khi dùng kỹ năng hãn hải đầu cốt để kiểm tra thì sự thật cũng hiện ra, tượng đá quả nhiên là giả, mà hồn lực của chúng đều đến từ một pho tượng khác. Hắn lập tức ném tam sọ kích phá vỡ bức tượng, khiến mọi thứ nhanh chóng biến mất. Trong khi đó, Đường Giao Quân và tiểu đội thiền sứ quân đoàn vẫn giao chiến kịch liệt. Đường Giao Quân bị áp đảo không thể tiến lên, buộc cho những người bên dưới phải xông lên. Hành động này chính là thu hút sự chú ý để đối thủ chuyển hướng công kích. Có khoảng trống, bọn họ tiếp tục tiến lên. Trên tay ai nấy đều lăm lăm một chiếc sa cắt thân nỏ. Những thứ này tuy có thể đối phó với hồn sư của Nhàm Linh Tông và Hòa Báo Tông, vậy nhưng trời chắc có thể làm bị thương được đám hồn thánh này. Đại sư cũng cân nhắc tới điểm này, cho nên đã cho một bộ phận Đường Giao Quân trang bị thêm lôi hỏa tiễn có lực công kích mạnh hơn. Chỉ với một đợt công kích đã khiến cho thiên sứ quân đoàn ăn hành ngập mồm, ngã ngửa rơi xuống đất. Không còn ai ngăn cản nữa, quân đội Thiên Đầu Đế Quốc lập tức lao lên. Họ cùng nhau dùng vũ hồn xây lại cầu mở ra một con đường tấn công. Và tới đây thì tập phim đã hết rồi. Hẹn gặp lại các bạn trong video sau nhé. Cảm ơn các bạn đã bỏ thời gian quan tâm và theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.